Chúng ta cùng đến với game Bingo. Đầu tiên là về giới thiệu cách chơi. Máy tính sẽ ngẫu nhiên là một con số gồm có 4 chữ số khác nhau. Và nhiệm vụ của bạn là nhập vào các con số, máy tính sẽ chỉ cho bạn số lượng chữ số đúng và số lượng vị trí đúng. Nếu bạn nhập vào một con số mà trùng khớp với con số máy tính ngẫu nhiên ra thì bạn sẽ chiến thắng trò chơi. Lưu ý bạn chỉ có tối đa 14 lần nhập. Hãy cố gắng suy luận sao cho để số lần nhập vào ít nhất. Chốt rồi mà. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập một con số là số đơn giản nhất, số 1, 2, 4. Hiện thấy có đến 2 số đúng, có 2 vị trí đúng. Nhưng như vậy chúng ta cũng chưa thể biết được gì, chúng ta thử cái số 5, 6, 7, 8. Hiện thấy có 2 số đúng, 1 vị trí đúng. Từ đó suy ra là 4 con số bạn cần nó nằm trong 8 số này. Chúng ta thử với số 1, 2, 6, 7 trước. 1, 2, 6, 7. Hiện thấy chỉ có 1 số đúng. Nhưng suy ra là chúng ta lại thử tiếp. Thử tiếp sao cho 3, 4 ở cuối. 5, 7, 3, 4 xem. 5, 7, 3, 4 chỉ có 2 số. Thử tiếp 6, 8, 3, 4. Chúng ta có đủ 4 con số và có đến 2 số đúng vị trí. Do từ nãy giờ mình chỉ thử 3, 4 cuối, nhiều khả năng số 3, 4 đúng luôn vị trí. Ta lại thử đổi 2 chữ số 8, 6 nhau. Chúng ta chiến thắng mà chơi. Vậy bây giờ thử lại một lần nữa. Ta thử với 1, 2, 4. Có 3 số đúng, không vị trí đúng. Trong 1, 3, 4 có đến 3 số đúng. Ta thử với 5, 6, 7, 8 để không nên như vậy. Thử luôn với 1, 2, 3 và 5 trước. Chúng ta hãy đảo vị trí 3, 5, 1, 2 trước. May mắn thì đã đủ luôn cả 4 số, 2 vị trí đúng. Bây giờ chúng ta để suy luận để sao cho tìm được 4 vị trí đúng nhé. Từ số 1, 2, 4 không có vị trí nào đúng nên suy ra số 2 không để vị trí này. Số 3 không thể ở đầu. À, số 1 không để ở đầu. Số 3 không để ở 3. Số 4 không để ở thứ 4. Nhưng số 4 không tính nên ta sẽ thử này. Dự kiện thực sự là quá ít, chúng ta lại thử tiếp. Thử nhập tiếp xem là số 1 ở vị trí 2. Đã nhập thử là 3, 1. Không vị trí nào đúng. Số 1 không thể vị trí 2, số 1 không thể đầu. Và bây giờ thử số 1. Nếu sử dụng số 1 ở vị trí 3 thì suy ra là ở đây còn một số đúng vị trí. Có thể là số 2, 5, 3, không biết là số nào. À, nhưng số 3 đã sai vị trí rồi, có thể số 2, số 5. Ta thử cho số 5 đúng vị trí. Thì ta sẽ có số 2, 5, 1, 3. Ta thử nhập luôn. Chiến thắng cho chơi. Cảm ơn bạn quan tâm đến video của mình.